Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và như câu kinh thánh mình vừa đọc, nó có những ý nghĩa rất là thâm sâu. Nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ sẽ thấy được, đây là con đường để chúng ta nhận biết Chúa. Và nhiều khi chúng ta không chú ý thì chúng ta lại trật mất cái con đường. Giống như người ta học tập vậy đó. Có những học sinh học rất là chăm chỉ nhưng mà kết quả thi thì rất là tồi. Không phải bởi có người đó không phải là làm biếng hay là không thức khuya dậy sớm mà bị học sai phương pháp. Ngày xưa tôi học thi đại học cũng vậy. Có nhiều người học giỏi hơn, có nhiều người thông minh hơn nhưng mà sai phương pháp, cuối cùng là nó không có đạt được kết quả. Và câu kinh thánh vừa rồi anh chị thấy đó, Chúa chỉ cho chúng ta con đường để nhận biết Chúa. Đầu tiên là phải vứt bỏ điều ác ra khỏi lòng mình. Amen. Sau đó là gì ạ? Nhận lời của Chúa. Nhưng ngày hôm nay nhiều người không làm cái vế đầu, tức là vẫn giữ nguyên lối sống như vậy. Nhưng mà đọc kinh thánh mỗi ngày, tôi học thuộc, đi học trường thần học, làm đủ kiểu. Nhưng mà điều ác thì sao? Không chịu vứt bỏ. Và bởi đó linh hồn không có lớn lên, không được gọi, không được nếm sự tự do, không được thấy quyền năng của đạo Chúa. Và người ta học lời Chúa một thời gian, người ta nói tôi thấy đạo Chúa cũng tầm thường, chẳng có gì thay đổi đâu cả. Họ ra không phải vì Chúa sai mà vì chúng ta sai phương pháp. Amen nhé. Cho nên lời của Chúa rất là quan trọng. Và ngày hôm nay thì lời của Chúa chỉ được còn rao giảng tại hội thánh thôi. Ngoài đường chúng ta không thấy, trong trường học không thấy, nơi công cộng không thấy. Vì một lý do nào đó mà những cái điều tốt lành này ngày càng bị giới hạn nơi nó được rao giảng. Có một lần tôi đọc tài liệu và có một nhà hoạt động bên Mỹ, hoạt động xã hội, họ đã đưa ra một kết luận như thế này: chúng ta cần phải đưa kinh thánh trở lại trường học để giảm số lượng nhà tù ở ngoài xã hội. Bởi vì người ta nghiên cứu, người ta thấy khi nước Mỹ được lập quốc, người ta cho kinh thánh được giảng trong trường học thì tội phạm rất là hạn chế. Nhưng kể từ khi kinh thánh được đem ra khỏi trường học thì nhà tù xây lên quá nhiều, thậm chí nhiều hơn cả trường học luôn. Và bây giờ người ta phải làm ngược lại. Thôi bây giờ mình đưa ngược cái quyển này vào trong trường học để giảm bớt số lượng nhà tù. Thưa anh chị em, một điều tuyệt vời như thế này, một điều có thể đem lại sự bình an, tươi mới, biến đổi cho đời sống con người, nhưng vì một lý do nào đó nó chỉ được giảng ra tại hội thánh mà thôi. Nó không được phép để nói bất cứ nơi nào. Anh chị em có ngạc nhiên điều đó không? Chắc là ngạc nhiên. Nhưng mà nếu mình đọc kinh thánh thì mình cũng không có gì là lạ lùng. Bởi vì kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, không bao giờ muốn cho lời Chúa được rao giảng. Và nó đã dùng mọi cách để cấm đoan, dùng mọi cách để hạn chế. Thậm chí có những thời kỳ, anh chị em biết đọc lịch sử sẽ thấy, có những ông vua nổi lên và thấy người nào cầm quyển này lập tức chém đầu không còn trên, chém luôn. Cầm quyển sách này là chém luôn, không cần phải trên tòa án xử gì hết. Những thời kỳ bắt bớ kinh khủng là năm 200 sau Công Nguyên, người ta bị chôn sống, người ta bị chặt đầu, người ta bị hỏa thiêu, người ta bị đóng đinh, người ta bị cho ngựa phân thây vì cớ cầm quyển kinh thánh này và lưu trữ nó tại nhà. Bởi vì ma quỷ nó biết rằng một ngày nào đó quyển sách này còn tồn tại trên trái đất thì vương quốc của nó không còn yên, không yên được. Khi con người hiểu biết lẽ thật, khi con người nhận ra được chân lý, khi con người thấy được ánh sáng thì bóng tối chắc chắn phải thôi lui. Cho nên chị em ạ, chúng ta đến hội thánh là để chúng ta được dâng thấm lời của Đức Chúa Trời. Và lời đó sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. Lời đó sẽ biến những ước mơ dường như không với tới của chúng ta trở thành sự thật. Lời đó sẽ làm cho đời sống của chúng ta không như trước nữa mà sẽ được tăng trưởng. Cho nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ một khía cạnh làm sao để cái con người thuộc linh của chúng ta được
tăng trưởng. Có những người tin Chúa 5 năm, 10 năm và họ thấy đời sống tâm linh họ vẫn vậy, không khác gì 10 năm trước cả. Nhưng mà cũng có những người sau tin Chúa mới 2-3 tháng mà tỏ ra rất thuộc linh. Tại sao? Có phải Chúa tay vậy không? Có phải Chúa yêu người này hơn người kia không? Tôi vẫn trở lại với cái nhận định ban đầu. Cơ bản là vì chúng ta sai phương pháp. Chúng ta không biết cách để tăng trưởng cái đời sống mà Chúa đã ban cho mình. Ai mà chẳng ước muốn được bình an, ai mà chẳng ước muốn được tốt lên, ai mà chẳng ước muốn cuộc sống mình thay đổi qua vậy, ai mà chẳng muốn. Nhưng mà làm thế nào đấy? Cho nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em cái đề tài làm thế nào để con người thuộc linh của mình tăng trưởng. Điều đầu tiên tôi muốn nói với anh chị em là cái câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc thuộc lòng đấy ha. Chúng ta nói chút xíu về câu Kinh Thánh đó. Hầu cho anh em được lớn lên và rỗi linh hồn. Câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra ở đây là ai lớn lên ở đây? Nếu một em bé như em bé kia tin Chúa thì mình dễ hiểu không? Em bé đó cần phải học thuộc lòng lời Chúa để nó lớn, có thể cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà nếu như một ông cụ 85 tuổi đến hội thánh tin Chúa và mình nói là cụ ơi, cụ cần đọc lời Chúa để cụ lớn lên nhé, vậy nó hơi trái. Bây giờ ông phải chuẩn bị đi xuống đất chứ tại sao lại lớn lên lớn gì nữa, phải không? Cho nên để hiểu được câu Kinh Thánh này thì chúng ta phải hiểu theo cái ngữ nghĩa thuộc linh, chúng ta không phải hiểu theo cái nghĩa tự nhiên. Điều đó chứng tỏ là gì chứ? Bên trong chúng ta có một con người khác mà mỗi lần Kinh Thánh nói đến là Kinh Thánh đang nói đến con người đó, gọi là con người thuộc linh. Con người thuộc linh bên trong là con người mà mắt mình không thấy, tay mình không ngờ được. Và con người đó Kinh Thánh chép rằng nó cần phải được lớn lên. Cần được lớn lên. Đó là câu trả lời thứ nhất. Nhưng vấn đề thứ hai mình cần phải suy nghĩ thế. Nếu đã có một con người cần lớn lên thì chắc chắn con người đó đã từng được sinh ra. Các bạn ạ. Cho nếu mà chưa sinh ra thì làm sao lớn? Một cái gì không tồn tại, một cái gì không có sống động thì sao gọi là lớn được? Cho nên khi chúng ta tiếp nhận lời Ngài, chúng ta được sinh ra. Nhưng Kinh Thánh khuyến khích là đừng dừng lại ở đó. Chúng ta phải tiếp tục được. Nhiều người ngày hôm nay đến hội thánh tiếp nhận Chúa, xưng nhận Chúa và mục sư nói ô cảm ơn Chúa, chúc mừng anh, hôm nay anh đã được tái sanh, anh đã được vượt vào nước thiên đàng rồi. Người đó bỏ tay mừng quá, về nhà mặc luôn. Thôi xong, ta có tấm vé lên thiên đàng rồi. Không đúng. Sinh ra chỉ là một khởi đầu trong quá trình của sự sống. Có phải anh chị? Giống như cuộc sống tự nhiên này, một đứa nhỏ sinh ra chưa nói được gì cả, không nói được gì cả. Cha mẹ chỉ vỗ tay và mong là ồ, mình sinh được một đứa con. Nhưng phía trước sao vậy em? Còn một chặng đường rất dài. Nào là phải trải qua 3 tuổi xài đèn, lúc nào cũng mũi xanh thọ lò, phải không anh? Wow, tôi cũng sinh con nữa, biết ngày đầu lấy vợ sinh con khổ nhưng mà trầy dư rất dài. Ngủ có ngủ được đâu. 2-3 giờ sáng nó thức, lúc nào là phải thức lúc đó, phải không anh? Thôi rồi luôn. Và cho đến khi nó qua cái tuổi 5 tuổi, 6 tuổi đi học là bắt đầu thấy nhẹ nhàng được đấy. Mà rồi nó lớn đến tuổi dậy thì rồi nó lại lo cái chuyện khác chứ không phải lo cái chuyện ăn uống bệnh tật nữa. Lo sẽ ra kia nó có nghề không? Rồi bây giờ có một cái câu hỏi rất là hợp thời là con anh chị giới tính nó bình thường. Con nói thì không, mà bây giờ bao nhiêu bậc cha mẹ phải lo. Có con gái rồi nó chơi với bạn trai hay suốt ngày cứ cặp kè với đứa con gái. Còn có con trai thì hỏi nó đi chơi với con gái hay là cứ rủ bạn thủ thủy ở chỗ kia. Rất nguy hiểm. Cái đời bây giờ nó đủ thứ hết. Và đó là cả một quá trình mà bậc làm cha mẹ phải săn sóc, chăm nom, bú mớm, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi con người đó hoàn thiện về mặt nhân cách và thể chất thì mới gọi là xong một chặng đường. Thế nhưng anh chị em ơi, đôi khi chúng ta quá thờ ơ và lơ là cái con người thuộc linh bên trong.
thật sự tôi thấy nhiều đời sống Cơ Đốc nhân hầu như thả trôi đời sống tâm linh và xem đời sống tâm linh như một cái gì đó phụ thôi, một cái gì đó có cũng được, không có cũng được. Nhưng điều đó là sai lầm, rất rất sai lầm. Bởi sao? Bởi vì Kinh Thánh chép rằng những gì thấy được là tạm thời, còn những gì không thấy được là đời đời vô lượng vô nghĩa. Cô Linh Tô 2 chương 4 câu 16, 18 chút nữa tao đọc cho chị nghe. Cho nên chị em, tôi nhắc lại một chân lý rất đơn giản nhưng mà nhằm tỉnh thức tất cả chúng ta. Đó là trong con người chúng ta có hai bản chất: bản chất tự nhiên và bản chất thiên liêng. Nghĩa là trong con người anh chị em có hai con người: một con người tự nhiên và một con người thiên liêng. Nếu anh chị em chịu khó đọc Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và chương 2 câu 7, anh chị em sẽ thấy điều đó. Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 chép rằng Đức Chúa Trời phán rằng: ta phải dựng nên loài người theo hình ta và tượng ta. Có nghĩa là sao nha? Giống Chúa. À, ít nhất là các bạn chắc chắn Chúa. Mà Chúa chúng ta Kinh Thánh gọi là gì? Chúa là thật. Chúa là linh. Đức Chúa Trời là linh. Chúa là thiên linh. Chúa là thật, không phải xác thịt. Nhưng trong câu 7 chương 2 thì chép rằng Đức Chúa Trời bằng bèn lấy bụi đất nắng lên hình con người. Giống như đây, tay chân mặt mũi cái. Sau đó ngày ha sinh khí vào lỗ mũi con người mà mới nắng lên thì nó trở thành một loài. Cho nên cái con người thật sự của chúng ta nó không phải cái gì mà anh em thấy, cái anh em thấy rồi 50-60 năm nó trở về bụi đất, chắc chắn như thế. Anh em thử lấy một con mèo anh em nuôi xong mà cho mèo nó chết đi, xong chôn dưới cái bụi cây nào đó, còn tháng nào lên chỉ còn lại xương thôi, tất cả thịt da thận gan tim phèo phổi nó tiêu thành đất hết, vì nó ra từ bụi đất. Con người cũng vậy, con người đem chôn xuống đất đào lên hốc cốt lên thì chỉ còn tóc móng tay với lại xương thôi, tất cả thịt da là đi vào đất hết. Cho nên mình phải hiểu rõ bản chất con người là linh. Cho nên tôi nói là chân lý như thế này: chúng ta là một linh, chúng ta có hồn và chúng ta sống trong cái thân xác này. Cho nên khi chúng ta nói với ai, làm việc với ai hay là tiếp xúc với ai, chúng ta hãy biết rằng mình đang tiếp xúc với con người bề trong của người đó. Hãy thận trọng. Đức Chúa Trời tạo con người và đặt con người vào thế giới tự nhiên này để dạy con người cái cách sống trong thế giới tự nhiên, vì đó là số phận đời đời mà Ngài định cho con người. Rồi đây Chúa sẽ xây dựng trời mới đất mới, và Ngài đặt mỗi chúng ta vào trong trời mới đất mới đó. Chúng ta sẽ biết cách vận hành, biết cách sử dụng những tài nguyên mà Chúa ban cho một cách tự nhiên. Nhưng bản chất con người thiêng liêng của chúng ta thì không thay đổi. Chúng ta là một linh. Đó là sự thật nha chị. Linh đã sống lên, nhưng linh đó sẽ không thể nào biết cách vận hành trong thế giới tự nhiên này cho đúng nếu như phần hồn của nó không được chuẩn mực. Phần hồn là gì? Hồn là cảm xúc, hồn là ý chí, hồn là quyết định, hồn là những tình cảm. Cho nên dân gian người ta nói cái người kia nó mất hồn, ông này mất hồn, có nghĩa là sao? Nó đơ. Người đơ đơ gọi là người mất hồn. Đơ có nghĩa là cũng đi về về chẳng biết trời trăng mây gió gì cả, người ta gọi là mất hồn. Cho nên câu Kinh Thánh vừa rồi anh em đọc đó, chúng ta phải ham thích sự thiêng liêng của đạo như trẻ con mới sinh ra, nghĩa là cái linh của mình vừa mới sinh ra thì mình phải ham thích lời Ngài để làm gì? Hồn mình được phục hồi. Và khi hồn mình được phục hồi thì mình trở thành một con người hoàn chỉnh. Tại sao vậy? Tại vì hồn mình bị tội lỗi làm cho méo mó. Cái đúng thì bảo là sai.
cái sai thì nói là đúng. Sống yêu thương thì bảo là thiệt thòi quá, phải sống hung dữ mới là đúng. Cái hồn nó méo mó. Tất cả vì tội lỗi làm cho chúng ta méo mó, và con người chúng ta cư xử với nhau không khác gì loài thú vật đánh nhau suốt ngày. Và bữa tôi có thống kê cả thế giới có 204 quốc gia thôi mà chưa một ngày nào bình an, không tiếng súng trên trái đất này. Anh chị em thấy con người nó có quái đản không? Rất quái đản. Đánh nhau, chửi nhau, hầm hè nhau, dọa dẫm nhau, rồi sỉ vả nhau. Phần hồn đã bị méo mó, ý chí, tình cảm, ý thức con người đã bị méo mó hoàn toàn. Và ngay khi linh của anh em được xích lại, được sống lại, thì Chúa muốn rằng hồn của chúng ta phải được phục hồi, chữa lành. Hồn không có xích lại, hồn được phục hồi. Xác này thì cuối cùng sẽ chết, Chúa sẽ cho một thân thể mới, nhưng mà hồn chúng ta phải được phục hồi. Đó là Kinh Thánh nói, hầu cho anh em lớn lên mà được rỗi linh hồn. Cái từ linh hồn đó phải dịch là hồn, một chữ đó. Tâm linh khác, tâm hồn khác, thân thể khác, không được lẫn lộn được. Cho nên thưa bạn chị em, hôm nay tôi sẽ nói vài điều để cho chúng ta bắt đầu cái quá trình được thay đổi con người mà Chúa đã tái tạo. Nếu anh chị em có Kinh Thánh hay dở cùng tôi trong sách Roma, dạ, Roma chương 8, chúng ta hãy nghiên cứu câu Kinh Thánh này để chúng ta biết cách. Dạ. Như vậy thì chúng ta đã rõ mình có một nhu cầu để được lớn lên, mình có một nhu cầu để được phục hồi, mình có một nhu cầu để được chữa lành, mình có một nhu cầu, và nhu cầu đó là bắt buộc, nhu cầu đó là mệnh lệnh, nhu cầu đó là cần thiết để đời sống thuộc linh của chúng ta trở nên đúng đắn và vững mạnh. Chúa không muốn chúng ta trẻ con mãi, Chúa không muốn chúng ta non nớt mãi, Chúa không muốn chúng ta không hiểu biết, nhưng Chúa muốn chúng ta phải lớn lên. Cho nên thưa anh chị em, sự nhận Chúa chỉ là một khởi đầu thôi. Châm ngôn nói rằng kết thúc thì tốt hơn khởi đầu. Lòng khiêm nhường thì quý hơn lòng kiêu ngạo. Cho nên chúng ta phải cần có một kết thúc tốt đẹp nhờ Kinh Thánh. Tôi đọc cho nghe từ câu 5 nha. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chấm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chấm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả chấm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chấm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Vì chấm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu quả thật Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Amen. Roma chương 8 câu 5 đến câu 9. Chúng ta bắt đầu phân tích một ít chỗ này để mình biết cái phương pháp phát triển con người thuộc linh. Phải có phương pháp là vậy. Đầu tiên chúng ta hãy chú ý đến cái từ chăm. Chú ý từ đó nha. Chúng ta đọc Kinh Thánh hãy đặc biệt chú ý trên từ ngữ, đừng đọc lướt qua. Nhưng có một từ nào đó mà cảm thấy mình không hiểu rõ ràng thì mình cần phải tra, phải nghiên cứu, thì nó đem lại sự mặc khải cho đời sống của mình. Còn nếu chúng ta đọc Kinh Thánh chỉ lướt qua, đọc để cho có, đọc để giết thời gian thì trang rất phí thời giờ. Chúng ta cần nghiên cứu kỹ, đừng vội vàng. Và cái từ chăm này đó, nếu anh em tra anh em sẽ thấy nó có nghĩa là đặt hướng, xu hướng tâm trí của mình về. Chăm, cái từ chăm này là nghĩa tức là xu hướng tâm trí của mình về việc xác thịt hay về việc thiên linh, nó quyết định cái hướng đi của một người chúng ta. Cái tâm trí này mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút anh chị em suy nghĩ cái gì? Ví dụ bây giờ anh em có thể hỏi người bên cạnh, anh chị đang nghĩ cái gì đấy? Ba bạn hỏi thì chắc chắn người bên cạnh sẽ nói là cậu đang nghĩ ngày mai làm cái gì đấy? Kiếm tiền. Cậu nghĩ ngày mai
việc nọ việc kia. Có thể có người sẽ trả lời như vậy: tôi đang nghĩ là ngày mai làm cách gì để trả thù cái thằng này. À, có thể như thế. Nhưng cũng có người sẽ trả lời là: tôi đang nghĩ về Chúa. Tôi đang nghĩ làm thế nào để biết Chúa yêu con. Tôi đang nghĩ làm thế nào để tôi hiểu Kinh Thánh hơn. Tôi đang nghĩ làm thế nào để tôi có thể phục vụ Chúa hiệu quả hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn. Tôi đang nghĩ làm thế nào để cho cái tâm tôi luôn luôn có sự bình an và ổn định trong Chúa. Các bạn nghe. Và khi chúng ta hỏi bất chợt một người nào, nếu người đó thành thật trả lời, thì chúng ta sẽ bắt gặp có hai loại suy nghĩ trong tâm trí của con người. Một loại chăm về những cái việc đời này, xác thịt, ăn gì, uống gì, mặc gì, học cái gì, làm cái gì, đầu tư cái gì, kinh doanh cái gì, vân vân. Dĩ nhiên tôi không nói là chúng ta không lo những sự đó, nhưng mà ý tôi đã nói rằng cái tư tưởng mình nó hướng về cái điều nào, cái tư tưởng mình nó bị ràng buộc vào điều nào, cái tư tưởng mình nó bị dính keo dán sắt vào điều nào. Anh em biết keo dán sắt không? Dán phát là gỡ không ra. Keo dán sắt đây, dán vào là gỡ không ra. Tôi đang muốn nói về điều đó. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô đã chỉ cho chúng ta hai con đường: một con đường dẫn đến sự bình an và sự sống, một con đường dẫn đến sự chết và hư mất, bối rối, bất an, buồn phiền. Tùy chúng ta chọn. Cho nên thưa anh chị em, Kinh Thánh chép rằng chúng ta cần phải chăng, cần phải hướng, giống như câu Kinh Thánh thuộc lòng anh chị em thấy, hãy ham thích. Đó là do ý chí của mình quyết định, chứ Chúa không bao giờ can thiệp. Lý do sao mà nhiều người tin Chúa 5 năm, 10 năm nhưng mà vẫn sống một đời sống đầy dậy thế gian, và người ta hỏi sao Chúa không can thiệp nhỉ? Lý do rất đơn giản: Chúa tôn trọng sự tự do của mọi con người. Chúa chỉ can thiệp cho đến khi anh chị em đưa ra một quyết định thì Chúa bắt đầu can thiệp. Khi anh chị em quyết định là Chúa hôm nay, còn quyết định đặt tư tưởng con vào những điều của Thánh Linh, thì lập tức Đức Thánh Linh đến và giúp đỡ anh chị em. Quyết định nằm về phía chúng ta. Hỡi anh chị em, nếu anh chị em hôm nay muốn tăng trưởng con người tâm linh, thì anh em có việc làm với tâm trí của mình. Phải là, đó là bắt nó. Bắt nó phải nghĩ về những điều thiên liêng, nghĩ về những điều bình an, vui mừng, hiền lành, trung tín, yêu thương, mềm mại, tiết độ, nhân từ, nhịn nhục. Nghĩ về những ân tứ thuộc linh, nghĩ về những điều cao trọng, nghĩ về những điều đáng tôn, đáng trọng, đáng khen, có tiếng tốt. Nghĩ về những điều để hiểu biết Đức Chúa Trời là đấng mà mắt thường mình không thấy. Ham thích Ngài, yêu mến Ngài, thờ phượng Ngài và đầy dậy Thánh Linh mọi ngày bằng cách hát trong lòng những bài ca để tôn kính Ngài. Cho nên anh chị em, Đức Chúa Trời là linh. Nếu chúng ta không thờ phượng Ngài bằng linh thì chúng ta gặp Ngài bằng chỗ nào và cách nào nhé? Không có, không có cơ hội. Tôi nhắc lại, Đức Chúa Trời là linh. Nếu chúng ta không thờ phượng Ngài và không học biết cách thờ phượng Ngài bằng linh và lễ thật, bằng tấm lòng, bằng thái độ kiên định, bằng cả con tim khói óc của mình, thì mình gặp Chúa ở chỗ nào? Nghe Ngài làm sao? Thấy Ngài như thế nào? Không thể, không bao giờ có. Cho nên nếu chúng ta chỉ thờ phượng Ngài bằng xác thịt, nếu chúng ta chỉ thờ phượng Ngài bằng cảm xúc, nếu chúng ta chỉ thờ phượng Ngài bằng những cái điều kích động nhất thời, ôi hôm nay trúng một quả, hallelujah, ngợi khen Chúa tuyệt vời, ngày mai thua lỗ, Chúa tội quá, này Chúa này không đáng tin. Nếu chúng ta chỉ đi với Chúa bằng những cái bề ngoài, bằng những cái cảm xúc xác thịt, bằng những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện, thì anh chị em ơi, mãi mãi chúng ta đang đứng bên rìa của đời sống tâm linh, bên rìa.
chúng ta chưa bao giờ bước vào vòng tròn, chưa bao giờ được tiếp cận với thần linh của Ngài một cách thật sự, chưa bao giờ nếm được sự sống và bình an. Cho nên câu kinh thánh thuộc lòng, anh em chú ý câu cuối, à, nếu anh em nên biết Chúa vào Ngài. Chúa muốn chúng ta nếm Ngài, Chúa muốn chúng ta nếm Ngài để chúng ta có những cái bước tiến hơn, rồi chúng ta thật sự ăn Ngài. Nếm chỉ là khởi đầu thôi, nhưng mà ăn uống với Ngài, sống với Ngài, trò chuyện với Ngài, lắng nghe Ngài, thấy Ngài, hành động cùng Ngài, đó là đời sống mà Chúa mong thấy trên đời sống mọi người chúng ta. Cho nên chị em, tôi khích lệ chị em hôm nay hãy đặt tâm trí mình vào những điều thiêng liêng. Và một trong những điều thiêng liêng nhất của mọi điều thiêng liêng, đó chị em biết là gì? Là gì? Là lời của Đức Chúa Trời. Một trong những điều thiêng liêng nhất của những điều thiêng liêng là lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thờ phượng Ngài bằng lời Chúa là thờ phượng đích thực, chứ phải cảm xúc đâu. Hát những bài hát không phải là thờ phượng Chúa, mà thờ phượng Chúa từ tấm lòng, và âm nhạc chỉ là phương tiện để bày tỏ tấm lòng thờ phượng của chúng ta. Anh chị ai mang điều đó? Âm nhạc chỉ là phương tiện để bày tỏ tấm lòng thôi. Ôi Chúa ơi, Ngài đẹp quá, Ngài tuyệt vời quá, con không muốn biết thể hiện như thế nào. Con mượn âm nhạc, con mượn những lời ca, con mượn những tiếng đàn để con bày tỏ vẻ đẹp của Ngài. Chứ không phải nhạc cụ này, tiếng hát này là thờ phượng đâu, sai, nghĩ ngợi. Cho nên đừng hát khi tấm lòng chúng ta chưa rời chạm đến Chúa. Hãy rời chạm đến Chúa và hát lời khen Ngài. Hãy bắt đầu hát từ trái tim, hãy bắt đầu bằng những gì đó trong lòng, có phải ngoan miệng thì Chúa đến và thăm viếng chúng ta. Cho nên khi chúng ta thờ phượng Ngài bằng lời Ngài, đó là khởi đầu rất đúng đắn, đó là phương pháp đúng đắn, đó là con đường đúng đắn để cho chúng ta tăng trưởng thuộc linh. Thưa anh chị, chúng ta không thể tăng trưởng thuộc linh nếu không có lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không ăn không nuốt lời của Đức Chúa Trời thì con người chúng ta chỉ đứng yên một chỗ. Vậy thì ngày hôm nay anh chị em hãy quyết định đặt tâm trí mình 24/7 mỗi phút mỗi giây vào những điều thiêng liêng, lời Ngài, những bài hát thánh, những quyển sách bồi linh thánh, những điều tôn trọng gây dựng, những điều vui mừng tích cực. Hãy đặt tâm trí mình vào đó. Mỗi ngày suy ngẫm, lặp đi lặp lại những điều đó. Anh em đọc lời Chúa, đừng để đọc tìm trí thức, mà đọc lời Chúa để nó thấm sâu vào con người mình và trở thành bản chất của mình. Đó là cách đọc lời Chúa đúng. Lời Chúa không phải là trí thức hay là một cái tài liệu để chúng ta tìm trí thức. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh. Và Chúa ao ước chúng ta phải ăn nuốt nó vào người. Bằng cách gì nhé? Làm sao mình ăn nuốt lời Chúa vào người? Bằng cách gì? Đọc, lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại, suy ngẫm. Lặp đi, lặp lại, suy ngẫm. Lặp đi, lặp lại, suy ngẫm. Đến một ngày nó trở thành một phần trong anh chị em không thể tách rời, thì đó là lúc quyền năng từ anh chị em tót ra để giúp đỡ người em. Như tôi hay nói trong hội thánh, không phải tôi có thể chữa lành anh chị em, không phải, mà lời của Đức Chúa Trời ở trong tôi chạm đến anh chị em và chữa lành anh chị em. Đó là việc của Chúa làm. Cho nên bất kể người nào ăn nuốt được lời của Đức Chúa Trời vào lòng mỗi ngày, tâm trí người đó dịn vào lời Ngài, dán chặt vào lời Ngài như là linh hồn dán vào keo vậy, không tách rời, suy ngẫm liên tục, thì người đó sẽ sinh ra sự sống và bình an. Trong người đó có sự sống, và sự sống Kinh Thánh chép rằng là sự sáng cho con người. Anh dành đi đến người nào sự sáng, anh dành chiếu người đó.
Thậm chí mạnh đến mức độ người đó phải té ngã xuống đất không đứng được. Khi lời của Ngài đầy lòng anh chị em là cái đèn pin, anh chị em là cái ngọn hải đăng, anh chị em đi đến đâu là luồng sáng xung quanh sẽ sáng tỏ. Đó là sự thật trong thế giới thuộc linh. Cho nên làm sao để mình có một đời sống tâm linh mạnh mẽ? Đó là hãy để lời Ngài chất đầy và trở thành bản chất. Không phải trong đây, mà trong đây. Nếu lời Chúa chỉ ở trong đầu, thì khi hoàn cảnh đến, anh chị em còn có lựa chọn. Thôi, Chúa nói vậy, hoàn cảnh nói vậy, bây giờ cái nào lợi mình theo à? Đó là lời Chúa trong đầu. Đúng không ạ? Lời Chúa bảo là đừng nói dối. Nhưng mà hoàn cảnh bảo nói dối một chút không chết ai, nhưng mà được 10 tỷ. Thôi, ta tặng lợi anh ca kiếm 10 tỷ ra tin đi. Chúng ta có lựa chọn khi lời Chúa ở trong tâm trí, nhưng mà khi lời Chúa đã sống trong lòng thì không có lựa chọn nhanh nhẹn. Lời Chúa đã sống trong lòng thì đó là lối sống của chúng ta. Chúng ta không thể sống khác được. Anh em có bao giờ chui xuống nước sống không? Không. Chúng ta phải sống trên bờ vì đó là cách chúng ta sống. Chúng ta phải hít oxy, chúng ta phải nhả cả con đi xuống nước, oxy đâu hít. Bắt buộc. Cho nên khi lời Chúa đã ở trong lòng, bắt buộc chúng ta phải sống theo bản chất của mình là bản chất mới được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không sống khác được. Có nói gì thì nói, cám dỗ thì cám dỗ, có dụ gì thì dụ, có đưa điều kiện gì thì điều kiện, nhưng mà anh à, đem về nhà cất đi cho tôi chịu. Bó tay. Này bó tay mà bó luôn chân không nghe anh được. Bởi vì Chúa tôi nói vậy và tôi bị bắt buộc vào điều đó rồi. Không khác được. Anh chị em, lời Chúa khi đã trở thành một phần thì đó là trở thành tài sản của anh chị em mãi mãi. Chúng ta hãy đọc câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô 2 chương 4 câu 16 đến câu thứ 18 nha. Cô-rinh-tô 2, để chúng ta biết con người về trong của mình nó quý trọng đến chừng nào. Câu đầu cho em nghe. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng. Dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng trong sự thấy được, nhưng trong sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không tồn tại. Amen chị em. Tôi cảm ơn Chúa vì ba câu Kinh Thánh này. Đây là chân lý, đây là cách mà chúng ta nên sống. Nên sống. Từ khi tội lỗi bước vào thế giới này, con người ta quên mất bản chất thiêng liêng của mình. Và người ta dành 99% thời giờ trên đất để sống cho con người bề ngoài, sống cho những gì thấy được. Ăn gì, uống gì, mặc gì, đi xe gì, ở nhà nào, du lịch ở đâu, chơi ở đâu, đánh bạc ở đâu, vô vũ trường nào, vân vân. Người ta ăn xong rồi chỉ nghĩ đến những cái chuyện đó thôi. Tại sao tôi nói 99% mà tôi không nói 100% anh em? Bởi vì còn 1% nữa. Chứ không mất 1% đó là căn này đấy. 1% đó được kích lên khi con người ta gặp hoạn nạn, đau khổ, bế tắc, thì hạt giống của Đức Chúa Trời bên trong bắt đầu trỗi dậy. Người ta mới thấy đời là vô thường, mỏng manh, phù dung. Và người ta bắt đầu kêu, trời ơi, cứu con. Các bạn nhé, 1% đó đã đưa mỗi một chúng ta trở lại với con người thật của mình. Con người thật của mình. 1% đó đã giúp cho chúng ta biết được giá trị đời đời, giúp cho chúng ta biết được chúng ta có mặt trên cõi đời này với mục đích gì và tại sao.
cái đó nó gọi là sự vinh hiển mà không bao giờ hư mất, đời đời không còn, vô lượng vô biên mà Kinh Thánh vừa nói. Khi con người bên trong chúng ta được gặp Chúa, được sống lại, được trở dậy, mục đích là Đức Chúa Trời dùng những hòn nặng nhẹ và tàn để chỉ cho chúng ta thấy đâu là điều giá trị, đâu là điều mà con người cần hướng tới. Cho nên Ngài mới nói rằng những cái sự nhẹ và tàn sanh cho chúng ta vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Cho nên chị em, riêng bản thân tôi, nếu mất mát một tí mà được gặp Chúa thì anh chị em chẳng mất gì, có phải không? Ờ, nếu họ nào một chút mà anh chị em được gặp Chúa thì thật sự chẳng họ nào gì mà anh chị em được lợi nữa. Cho nên chúng ta hãy nhìn cái nhìn thoáng hơn trong cuộc đời này. Có những hòn nạn, có những vấn đề xảy ra trong cuộc đời mình, Chúa cho phép để đưa chúng ta lại gần Ngài. Nếu không có những hòn nạn đó, chúng ta đi tuôn lúc luôn, một phát thẳng xuống âm phủ và nằm dưới, một phát bỏng, không để dựng. Nhưng chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì 1% đó trong cuộc đời. Anh em nhé. Ở đây Kinh Thánh chép rằng khi chúng ta đã tin Chúa thì đừng chú trọng đến bề ngoài, đừng chú trọng đến cái cuộc sống đời này nhiều quá, mà ngược lại, hãy dành toàn bộ thời gian để đầu tư vào cõi đời đời. Cho nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, đừng ngã lòng. Đừng ngã lòng vì những sự thiếu thốn, đừng ngã lòng vì những sự hoạn nạn, đừng ngã lòng vì những bắt bớ, đừng ngã lòng vì điều nọ điều kia, đừng ngã lòng vì bệnh tật, đừng ngã lòng vì một vài những cái thiếu hụt trong đời sống của mình mà mình cảm thấy ngã lòng và mình thối lui khỏi đời sống tâm linh. Có một số người nói với từ ngày tôi đến với Chúa, công việc làm ăn tôi bế tắc quá, thôi bỏ Chúa luôn cho rồi. Sai lầm, rất rất sai lầm. Anh em bỏ Chúa rồi chắc gì làm ăn nó phát lại. Satan nó bảo thằng này đã phản ta, nó đi theo Chúa, giờ nó quay trở lại, tao đặt nó luôn xuống âm phủ luôn cho nó xong. Cho nên tao nói với anh em là đã gặp Chúa thì phải bám đuôi, đừng có dàn mà bỏ là ca này. Kẻ thù của chúng ta không phải là thằng dễ chơi, nó là chồng mafia xã hội đen thiệt, đúng không? Cho nên là tiền đặt cọc của nó chỉ có tăng chứ không có giảm. Chúng ta đã gặp Chúa là phải bám đuôi, họ nặng nhẹ và tạm, đừng làm chúng ta thối lui, mà đó phải là động lực để chúng ta tiến đến gần Chúa. Amen nhé. Cầu nguyện nhiều hơn, kiên ăn nhiều hơn, đọc lời Chúa nhiều hơn để chiến thắng, để chúng ta vượt qua. Bởi vì chúng ta đã biết được sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên đã dành cho con người mới của chúng ta đó. Cho nên khi chúng ta đọc lời Ngài đó, tôi nhắc lại là tri thức không phải là chìa khóa thành công, sự vâng lời Chúa mới là chìa khóa thành công. Có người học hết sách hết vở nhưng mà vẫn cứ thất bại trong rất nhiều lĩnh vực. Bởi vì sao? Biết nhưng mà không nghe theo, biết nhưng mà không sáng theo, biết để đấy thôi, biết để khoe thôi, biết để gọi là ô tôi có biết chỗ này, câu này nằm ở sách này, tôi biết, tôi đọc hết. Nhưng đó phải chìa khóa. Chìa khóa để con người thuộc linh chúng ta tăng trưởng và đạt thắng là sự vâng lời Ngài. Vâng lời. Đọc ít thôi mà vâng lời thì tốt hơn những người đọc quá nhiều mà không vâng lời. Làm gì? Dĩ nhiên rồi, trong bước đường mà anh chị em tăng trưởng đời sống tâm linh sẽ có kẻ thù. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về kẻ thù của mình. Anh chị em chắc chắn là đang muốn phát triển đời sống tâm linh thì không thể nào bỏ qua kẻ thù. Ông bà mình hay nói là gì? Cái nguy cơ của một cái vấn đề, một quốc gia hay một gia đình hay một tổ chức, cái nguy cơ bị sụp đổ là ông bà mình hay nói là thù ở trong mà giặc ở ngoài. Có phải không nha? Cái đó là nguy cơ. Và tôi nói một điều
không phải nói điều tiêu cực đâu, nhưng mà nói để chúng ta biết cái thực trạng của mình. Đó là chúng ta, đời sống tâm linh chúng ta cũng đang có thù trong và giận ngọt. Rồi tôi sẽ kể cho anh chị nghe nó ở đâu. Chúng ta đang có thù ở trong mà giận ở bên ngoài, đang tấn công mỗi giây trên đời sống tâm linh của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nói về giặc bên ngoài trước, sau đó chúng ta nói về thù bên trong nha. Giặc bên ngoài, anh em nhớ trong sách Mát chương 4 có kể một câu chuyện. Mát chương 4, anh em nhớ trong sách Mát chương 4 ra có kể một câu chuyện, và từ câu thứ 13 đến câu 20. Câu chuyện này chắc có lẽ anh Jen đã đọc nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay tôi muốn nhìn ở một khía cạnh khác, để cho anh Jen sẽ nhìn thấy cái vấn đề Chúa Giêsu dạy ở đây. Tôi đang nói là loại kẻ thù số 1 của đời sống tâm linh chúng ta là giặc ở bên ngoài. Trong câu chuyện người gieo giống, anh Jen đọc sẽ thấy chúng ta có 6 kẻ thù bên ngoài. Sáu kẻ thù. Nhiều khi anh em đọc câu chuyện này ít để ý, không có đếm đúng không? Nhưng mà phải nên đếm. Số 6 là số của quỷ. Chúng ta có 6 kẻ thù ở bên ngoài tấn công vào đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày. Tôi đọc câu chuyện và tôi sẽ liệt kê nha. Đoạn Ngài phán rằng: các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu được mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Satan đến cướp lấy đạo để gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ bắt bớ thầy liền vất phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ nghe đạo, sau sự lo lắng về đời này, sự mê nắng về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngoài đạo và trở nên không có trái. Rồi tôi liệt kê ở đây 6 kẻ thù ở bên ngoài nha. Thứ nhất, ma quỷ. Đó là cấp độ 1 ha, ma quỷ. Cấp độ 2, cực khổ và bất bình. Cấp độ 3, lo lắng, mê đắm, giàu sang và các tham muốn khác. Mỗi cấp độ có số lượng tương ứng kẻ thù. Cấp độ 1 có 1 kẻ thù, cấp độ 2 có 2 kẻ thù, cấp độ 3 có 3 kẻ thù, tổng cộng là 6 kẻ thù. Và tại sao tôi gọi là giặc bên ngoài? Tất cả những điều này đều ở bên ngoài chúng ta. Nó ở bên trong, bên ngoài. Quỷ ở bên ngoài, không ạ? Cực khổ ở bên ngoài, bắt bớ ở bên ngoài, lo lắng ở bên ngoài, hoàn cảnh đời này, mê lắm giàu sang ở bên ngoài, và các tham muốn khác ở bên ngoài. Tất cả đều chiếu ủi dùi vào của người mình, và nó giật chúng ta ra khỏi đời sống tâm linh của Chúa. Cho nên ở cấp độ 1, ma quỷ rất là xảo quyệt. Nó đến nó cướp lời của Chúa, nó cướp hạt giống đi. Tôi hỏi cho em, hạt giống mà bị cướp đi thì nó có mọc lên không? Cho nên đây là chân lý, cho em chú ý nha. Người nào mà đọc Kinh Thánh chẳng hiểu gì, tôi dám chắc với anh chị em rằng người đó chưa được tái sinh. Cái người nào mở Kinh Thánh ra đọc chẳng hiểu Chúa nói cái gì cả, không hiểu cái gì, đọc xong câu rồi quên đó. Anh chị em à, chưa được tái sinh, chưa sinh ra. Người đó cần quỳ Chúa ơi giúp con, con chết nhận à, xin huyết ngày rửa sạch tội lỗi của con, xin thần lên ngày đến thấm biến con, xin tái sinh lên thần con. Hãy cầu nguyện như vậy để trí anh chị em bắt đầu được. Khi hạt giống nó mọc ở trong lòng anh chị em thì anh chị em mới bắt đầu hiểu được lời của Chúa, hiểu được ý muốn của Chúa.
Cho nên người nào đến với anh chị em mà nói tôi đọc Kinh Thánh chẳng hiểu gì, hãy hướng dẫn người đó tiếp nhận Chúa trở lại, hãy hướng dẫn người đó ăn năn trở lại, hãy hướng dẫn người đó được rửa sạch bằng huyết trở lại. Kẻ thù tiếp theo nó rất khổ. Sau khi nó biết một người được tái sanh rồi, vào nước thiên đàng rồi, sống rồi, một đứa con được để ra rồi, nó đem về nhà, hoạn nạn bắt bớ đến. Tự nhiên đang bình thường ở này, tin Chúa về, cái ông ba ông gọi lại, bảo mày đi đâu về? Đi vào thánh người đúng không? Tao cấm mày đó, làm xong mày đi làm ra khỏi nhà ta. Mày theo Chúa tao chết ai cũng. Tao nói với ông khổ lấy gì tao ăn? Hú kiểu á. Đang bình thường tự nhiên là tin Chúa một cái là bắp bớ hòn nạt đủ kiểu, xiềng xích cực khổ. Tin Chúa một cái là bắt đầu là làm ăn thua lỗ các kiểu vân vân. Có đấy trong phòng có là anh chị em đừng có tưởng rằng cứ tin Chúa nó cứ phát thành triệu phú tỷ phú, quên chuyện đó đi. Tin Chúa là cũng sẽ gặp rất nhiều thứ. Vừa tin Chúa xong hôm sáng vô sáng thứ hai mà lại ra thôi làm đơn nghỉ việc đi sao anh, đi cậu nghỉ việc, tao thấy muốn tuyển thằng khác. Nó có rất nhiều thứ. Mà làm gì vậy? Để cho anh chị em cùng cực, nản lòng thối chí và bỏ luôn được tiền mục đích này. Nhưng mà khi điều này mà nó chưa được đó, anh chị em vẫn bán trụ, anh chị em bắt thì vẫn bắt, ta cứ đi đuổi thì ta ra ngoài đường ta ngủ, sợ gì không ạ? Không có việc này ta xin việc khác, thiếu thì ta đi ăn xin người ta, chẳng sao cả, tạm thời ta chỉ kiếm việc khác. Ta tiền quỹ là đội chính thống thôi, thằng này đánh không được thì giờ ta dụ bắt đầu cho nó làm ăn được thế đã, đèn bạc rồi nó lên. Ui tự nhiên trúng quá, tự nhiên thất lên như diều gặp gió. Và làm sao anh? Mày thấy chưa? Bây giờ là mày phải kiếm tiền đi. Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, tất cả mọi thứ ok. Thôi được rồi, tiền nhiều quá. Giống như một ông nào đã nói tiền nhiều để làm gì? Cho nên là anh chơi đi, vô những trường đi, nhảy mua đi, đầu tư cái nợ, đầu tư cái kia đi, làm đi. Anh chàng đó là gì? Lo lắng, mê đắm, tham. Anh chàng thấy sao anh đã đổi chính thật không? Đổi như trầm trọng. Cho nên người nào mà trụ được qua sáu cái kẻ thù này là chúng ta đã thắng được giặc mọi sự, giữ vững biên cương. Nói về nghệ thuật lên nha, chính trị chính em gì đây nguy hiểm lắm. Nói nghệ thuật lên thôi đó, giữ vững biên cương thuộc lên của chúng ta, không kẻ thù nào có thể xâm lược được, không bước vào được. Anh em thấy mà, Chúa của chúng ta cực kỳ không nói, chỉ cho chúng ta biết được những kẻ thù bên ngoài này. Anh chị em chúng ta phải có trách nhiệm đánh gục từng tên ngoài xâm này. Có trách nhiệm. Trách nhiệm đó không phải thuộc về Chúa, trách nhiệm đó thuộc về mọi chúng ta. Bởi quyền năng trong chân trong huyết của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ phá hủy tất cả những thứ này. Bất bớ, hoạn nạn, lo lắng, mê đắm, tham muốn, giàu sang, ma quỷ, chứ gì nói cả, muốn làm gì làm, ta vẫn cứ vững chân bình an đi với Chúa, thờ phụng Chúa, ca ngợi Chúa, học lời Chúa. Anh em cứ lù lù tiếng như xe tăng vậy đó. Tôi thấy đời sống tâm linh mà cứ lù lù như xe tăng tiếng là ma quỷ sợ. Sao cái thằng này cứ gì ta, dù nó mãi không được, đánh nó cũng không được, cứ lù lù tiếng thế này thì thôi thôi bỏ chạy thôi. Thế mà phải có tiếng như thế. Cứ mỗi ngày thờ phụng Chúa, đọc lời Chúa, mỗi ngày ca ngợi Ngài, làm việc chăm chỉ, không có lùi bước cái gì cả, hoạn nạn gì, kệ mày muốn chém muốn giết gì cứ chém giết, ta cứ thờ phụng Chúa. Sợ lắm, Satan rất sợ những người như thế, bởi vì người đó có đức tin kiên định, kiên định, kiên định, bằng cả trái tim, bằng cả khối óc, bằng cả tâm hồn yêu kính Chúa chúng ta. Thay đổi mà thôi. Điều răn thứ nhất vô cùng quan trọng để chống lại giặc ngoại xâm, hãy yêu Chúa hết tinh thần, hết trí lực, hết trí khôn. Tôi gọi đó là giặc ngoại xâm. Bây giờ chúng ta sang một loại kẻ thù thứ hai là kẻ thù bên trong. Bên trong thánh trận chiến bên ngoài chưa chắc gì thánh trận chiến bên trong. Nó cũng như thế giới ngày hôm nay của chúng ta, nhiều khi nó lộn từ bên trong nó lộn ra chứ không phải lộn bên ngoài, đúng không ạ? Sập đổ sập từ bên trong sập ra chứ mới kinh chứ bên ngoài thì còn xử lý được, bây giờ sập từ bên trong. Thì trong Ê-phê-sô chương 4 câu 31
câu 30 à 31. Trong Ê-phê-sô chương 4 câu 31 thì chép như thế này: và kẻ thù bên trong cũng lại có xấu cái mặt. Đúng là tôi thấy lời Chúa khi nghiên cứu nó quá hay đẹp. Con số 6 vẫn là số của mình. Lời Chúa tuyệt vời. Khi mình nghiên cứu mình thấy nó quá hay. Lời Chúa là màu nhiệm. Lời Chúa phải nói thật sự là bí mật của Đức Chúa Trời. Anh em đọc sẽ thấy hả? Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu reo, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác giống như vậy. Mấy kẻ thù đang chen: một, cay đắng; hai, buồn giận; ba, tức mình; bốn, kêu reo; năm, mắng nhiếc; sáu, mọi điều hung ác khác. Số 6 vẫn là số của quỷ. Chúa Giêsu đã nói những sự bên ngoài không làm ô uế người ta, nhưng những sự gì bên trong lòng người ta thì làm ô uế của người, và làm cho đời sống tâm linh của chúng ta không lớn được. Trong tất cả các loại sâu, sợ nhất là sâu gì nha? Sâu đục thân. Hay làm nông nghiệp không? Còn khi mỗi lần ngắm sâu đục thân là tôi nói thôi sợ. Đang luôn bên trong, nó nằm bên trong nó đục ra, chứ còn bên ngoài thì nó xịt thuốc sâu là chết hết. Nhưng mà nó ở trong, đục bên trong, làm cho cái cây chết từ bên trong chết ra. Sáu con sâu đục thân này anh em có con nào không? Kiểm tra xem mình có con sâu đục thân nào bên trong không? Kiểm tra. Không ạ, cay đắng là gì bạn chứ? Cay đắng là đau khổ đến mức độ xót xa thấm thía trong lòng. Đó gọi là cay đắng. Làm ăn thất bại một lần thì còn thấy vui vui, đầu tư tiếp lần nữa thất bại tiếp, vay tiền đầu tư thất bại tiếp, thằng bạn nó thương nó cho mượn tiếp, đầu tư tiếp thất bại tiếp, số này số thất bại, bắt đầu đắng cay thấm thía. Sang Campuchia đánh bạc, đánh đến còn mỏi nguồn đùi như vậy, thất bại thấm thía. Đúng không ạ? Cho nên có những cái sự đau đớn mà nó thấm vào trong lòng, mà nó làm cho con người, nó để cho con người ta nghĩ rằng mình là một kẻ không còn gì nữa để mất nữa, hết rồi. Mình là một kẻ không gì có thể vươn lên được nữa, không thể nào ngóc được lên nữa. Người ta gọi đó là sự cay đắng. Hoặc là làm tổn thương nhau, làm một lần tha thứ rồi, anh em đến nói chuyện vui vẻ rồi, hôm sau gặp nhau nó lại chơi mình một bố nữa, rồi xong, tiếp tục mãi nữa. Rồi lần này hết lần khác, và nó trở thành cay đắng. Rễ đắng nó mọc này, nó châm ra. Hoặc là vợ chồng cay đắng với nhau, một hai lần xích mích nhau còn chịu được, cũng đánh hàng ngày, ông bà với nhau đánh nhau suốt ngày, chửi với nhau suốt ngày, mà nó trở thành cay đắng. Trước đây thì yêu thương nhau các kiểu, mà bây giờ gặp nhau như kẻ thù, thế là cay đắng. Cho nên cái sự cay đắng là một điều gì đó nó ấp ủ bên trong, thấm thía bên trong, đau khổ bên trong, dai dẳng bên trong. Và điều đó nó làm cho con người thuộc linh anh chị em sao á, không có chất dinh dưỡng nữa. Thôi anh chị em, hãy bỏ sự cay đắng. Hãy nói với Chúa, dù sự cay đắng của con có thể nào, thì hôm nay Chúa hãy chữa lành trong lòng con, gọt rửa nó cho con. Buồn giận, giận dữ thì chắc anh em ai cũng biết là khỏi định nghĩa. Giận dữ là hành động mất khôn, giận quá đóng đánh, giận quá thăm người, giận quá chém người. Và Gia Cơ nói sự nóng giận của con người không làm ra sự công bình của Đức Chúa Trời. Đừng giận cho đến khi mặt trời lặn, bỏ giận dữ. Tức mình là gì vậy anh chị? Tức mình có nghĩa là sự thạnh nộ, nó nổi cơn ta bành lên và nó tạo một cảm giác khó chịu trong lòng. Cái đó gọi là tức giận, khó chịu âm ỉ. Nó không thành hành động cụ thể, phải không ạ? Nó giận nó thành nộ nhưng mà nó không thành hành động cụ thể, nhưng mà sao nó khó chịu bên trong. Khó chịu, chưa đánh đánh ai, chưa rút dao ra đâm ai, nhưng mà khó chịu. Cái đó gọi là tức mình. Và cái đó cũng là độc độc cho tâm linh của chúng ta. Kêu reo à, kêu reo à, cái này nó gọi là cái sự than vãn. Anh em có hay gặp những người đi bán than ở Quảng Ninh không? Gặp người đó cứ ngồi xuống: một sư ơi, cuộc đời em khổ, khổ trầy duyên rất nhanh.
Em lớn lên 5 tuổi là em đã phải đi bụi đời rồi. Bây giờ em khổ, khổ, không thể tưởng tượng nổi. Em làm việc gì cũng thất bại. Em mới kiếm được một khoản đầu tư, bây giờ lại mất đi. Em đầu cái gì cũng thua, mới cưới vợ thì vợ nó bỏ mất tiêu rồi. Đời, không còn gì nữa chứ đó. Đố kiểu á. Rồi có người bảo, em làm bao nhiêu năm nay rồi mới mua được 2 cái nhà thôi, một sớm em muốn 10 cái. Các kiểu. Cho nên cái thang này nó cũng là một điều ở trong lòng. Thích thang bản như thế, thích kể lệ, thích đưa những cái điều tiêu cực, những cái điều mà rất là tối tăm, những cái điều buồn bực để mà đổ ra cho người nghe. Cho nên cái sự kêu rêu than vãn này cũng là một điều khiến cho tâm linh của mình bị bực. Nên hãy bỏ đi. Mắng nhiếc là gì? Mắng nhiếc là vô không. Vô không. Chỉ có nói không, chỉ không nói không. À, để chuyện sau lưng, nói những cái điều mà không có sự thật. Vô không. Mắng nhiếc. Và mọi điều hung ác khác, sáu kẻ thù. Và sáu kẻ thù bên trong này, Chúa ra một mệnh lệnh là phải bỏ khỏi anh em. Ai bỏ anh em? Chúng ta bỏ. Chúng ta phải chủ động bỏ. Cho nên tóm lại, chúng ta có sáu kẻ thù bên ngoài và sáu kẻ thù bên trong liên tục tấn công đời sống tâm linh của chúng ta. Nếu mỗi một ngày anh chị em chủ động đề phòng 12 kẻ thù này, thì tôi đảm bảo anh chị em có một đời sống tâm linh tăng trưởng vượt bậc. Đó là cái phương pháp đúng. Dĩ nhiên chúng ta đọc lời Chúa là đúng, nhưng mà giống như câu Kinh Thánh hồi sáng ta nói đó, nếu chúng ta không bỏ mình khỏi những sự dạo cá giả hình, những sự bậy bạ, thì nó không có giá trị. Đọc 10 năm lời Chúa dư không. Nó gọi là nước đổ đầu con không đi. Anh nhìn thấy nước đổ đầu gì đâu? Cái đổ dầu tù nó không ướt một tí. Hoặc là như là dân gian mình nói là nước đổ lá mồm, lá khôi, lá mồm gì đó. Đổ lên là nước tuột thôi. Lời Chúa đến trên tâm hồn chúng ta là cứ tuột đây thôi, không thấm vào một chút nào. Bởi vì bên trong chúng ta còn đang ngự trị một trong số những kẻ thù. Và nói như tiên tri TV Joseph nói, nếu chúng ta còn một trong những kẻ thù bên trong này, thì tâm linh chúng ta đang bị cầm tù. Bị cầm tù. Nếu chúng ta còn cay đắng, còn buồn giận, còn tức mình, còn kêu rêu, còn mắng nhiếc, còn không tha thứ ai đó, thì chúng ta đang bị cầm tù. Và linh chúng ta không thể tiếp cận với thánh linh của Đức Chúa Trời để mà tăng trưởng. Không thể tiếp cận với lời của Chúa để mà tăng trưởng. Cho nên tóm lại bài giảng hôm nay, tôi muốn truyền đạt cho anh chị điều gì? Đó là phương pháp để con người thuộc linh mình tăng trưởng. Lẽ thật thứ nhất là chúng ta phải biết mình có hai bản chất. Một người tự nhiên và một người thiên liêng. Người thiên liêng được sinh ra và phần hồn của nó phải được phục hồi, tăng trưởng, biến đổi, lớn lên nhờ thờ phượng Chúa trong thánh linh. Thờ phượng Chúa trong linh và lẽ thật là cách duy nhất để cho chúng ta hiểu biết Đức Chúa Trời của mình và tăng trưởng. Lẽ thật thứ hai là một trong những điều thiêng liêng nhất của những điều thiêng liêng là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần ăn nuốt chậm rãi lời của Chúa để con người bên trong được tăng trưởng. Thờ phượng trong linh, thờ phượng trong lễ thật là cách để chúng ta hiểu biết Chúa. Ăn nuốt lời Chúa là cách để chúng ta lớn lên, lớn lên, lớn lên, lớn lên mọi ngày. Và điều thứ ba, chúng ta có kẻ thù. Hãy hết sức đề phòng sáu kẻ thù bên ngoài và sáu kẻ thù bên trong. Ma quỷ hoạn nạn, bắt bớ, lo lắng, mê đắm, tham lam, bên ngoài cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rên, mắng nhiếc, hung hăng bên trong. Nhiệm vụ chúng ta là tiêu diệt bên ngoài và tẩy sạch bên trong. Bên ngoài là phải tiêu diệt, chặt nó, đuổi nó, chém nó. Nhưng bên trong là phải tẩy sạch bằng ăn năn,
huyết của Chúa. Ba điều đó tôi muốn truyền đạt đến hội thánh ngày hôm nay với một ước muốn rất đơn giản là mỗi một chúng ta hãy lớn lên về mặt thuộc linh. Những anh chị em đang theo dõi trên livestream, chúng muốn anh chị em được lớn lên về mặt thuộc linh. Hãy chú ý mỗi ngày chăm vào những điều thiêng liêng để các bạn được lớn lên, và nhớ rằng các bạn cũng có kẻ thù. Hãy nhờ danh của Chúa đánh bại những kẻ thù đó, để nó không đến quấy phá đời sống tâm linh của anh chị, nó không cướp đi những thành quả của anh chị em đã xây dựng. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Chúng ta hãy đứng lên mình cầu nguyện nha. Chúng ta cầu nguyện điều gì đây? Bài giảng hôm nay có ích lợi cho anh chị em không? Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho lời của Chúa, để lời đó bắt đầu thấm đến tâm hồn anh chị. Và ngay giờ này anh chị em hãy kiểm tra xem. Thôi được rồi, chúng ta cầu nguyện này. Anh em hãy kiểm tra xem tâm trí của anh chị em đang đặt vào điều gì mỗi ngày. Đó là một câu hỏi hết sức nghiêm túc, và tôi hỏi một cách chân thành tất cả anh chị em đang đứng tại ngày này, tâm trí của anh chị em mỗi ngày đang đặt vào điều gì? Điều thiêng liêng hay điều của đời này? Hãy thành thật với cuộc sống và tấm lòng của mình. Nếu chúng ta đang đặt vào đời này thì hãy nói với Chúa, lạy Chúa hãy giúp con, vì Ngài nói rằng Ngài gửi Thánh Linh đến để giúp đỡ con, để cho tâm trí con bây giờ xoay hướng. Con muốn hướng về điều thì đây, con muốn chăm về sự đời đời, con muốn nghĩ về điều cao trọng. Anh em hãy cầu nguyện với Chúa điều đó. Hãy dành một phút suy ngẫm nha. Hãy suy ngẫm và thành thật với tấm lòng mình. Mỗi ngày anh em nghĩ về điều gì? Anh gặp phải những lo lắng đời này, những bất an, những xích mích, những xung đột, những tranh giành, những buồn khổ, những sự sợ hãi, những thiếu hụt hay không? Nếu anh chị em còn những điều đó thì hãy xin Chúa đi. Anh chị em mình hãy xin Chúa, Chúa ơi giúp con, thật sự giúp con yếu đuối, con cần Ngài. Con cần Ngài để nâng đỡ con, để con có khả năng đủ sức mạnh để hướng tâm trí con chăm về những điều của Thánh Linh. Con không muốn chăm về những điều xác thịt, con không muốn chăm về những điều đơn này, con không muốn hướng và dính chặt tâm trí con vào điều này. Chúa hãy giúp con. Anh em hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Ô Thánh Linh yêu quý, hãy đến thăm luôn anh em con. Cha ơi con cầu nguyện, cha ơi anh em con cầu nguyện, cha ơi chúng con đang cầu nguyện, cha ơi chúng con đang cầu nguyện trong danh của Jesus Christ. Cha ơi chúng con đang thành thật đến trước mặt Ngài để Ngài giúp đỡ anh em con. Chúng con thật sự đang mong muốn điều này. Cha ơi vì chăm về Thánh Linh thì sinh ra sự sống và bình an, còn chăm về xác thịt thì sinh ra sự chết. Cha ơi trong danh của Jesus Christ, con không muốn sự chết, con chọn lấy sự sống và bình an. Cha hãy giúp hội thánh của Ngài, hãy giúp tất cả chúng con trong danh của Jesus Christ. Cha ơi trong danh của Jesus Christ, hãy đem một ban sức mạnh cho những con đang đứng tại nơi này, hãy ban sức mạnh cho hội thánh của Chúa tại nơi này để mỗi ngày mỗi giây mỗi phút con ơi. Anh em gắn tâm trí của con, gắn tâm trí của anh em vào Thánh Linh của Ngài, vào những điều bình an, vui mừng, nhận nhận nhân từ, trong tiếng mềm mại tiếp độ, những điều tan vào, những điều có tiếng tốt, những điều làm gương tốt, những điều yêu thương. Cha con chết của Jesus quyền năng, cho anh em con, cha con cầu nguyện giờ này. Ô, hãy đến thăm viếng mọi một anh em con, bằng sự thăm viếng của Thánh Linh Ngài, bằng sự thăm viếng của Thánh Linh Ngài, bằng sự thăm viếng của Thánh Linh Ngài, con cầu nguyện Chúa, xin ánh sáng của Ngài đến. Ánh sáng của Ngài đến, ánh sáng của Ngài đến, ánh sáng của Ngài đến, ánh sáng của Ngài đến trên mỗi một anh em con. Cùng cầu nguyện ánh sáng của Ngài đến trên mỗi một anh em con. Hãy đến, hãy đến, hãy đến. Những ai đang có một tâm trí bị trói buộc cho này, hãy được tự do trong chân của Giêsu Christ nào. Hãy được tự do trong chân của Giêsu Christ nào. Ô, thật ra là những tâm trí bị trói buộc, hãy được tự do trong chân của Giêsu Christ nào. Hãy được tự do, hãy được tự do, hãy được tự do. Ô, hãy cởi ra, mở ra, khai phóng ra trong chân. Ta kêu huyết của Chúa Giêsu ở đây, huyết của Chúa Giêsu ở đây, huyết còn sống của Chúa Giêsu ở đây. Những tâm lý sợ hãi, những tâm lý lo lắng, hãy đứng trở lên trong chết của Giêsu này. Ô hallelujah, lạy Chúa hãy đến thăm đi, hãy công bố trong chết của Giêsu tất cả những quyền lực tối tăm, những quyền lực tối tăm, những quyền lực tối tăm đang hành động trong tâm trí của những người của Đức Chúa Trời tại nơi này. Trong chết của Chúa Giêsu quyền này, nó bế ngay cái trong chết của Giêsu mình. Hãy rời đi, rời đi, rời xuống đi. Mọi sự, mọi
xích, mọi điều gì mà dùng để trói buộc tâm trí anh em ta với mạng sa lăng bị bế ngay giờ này trong chân Giêsu được tháo đi trong chân Chúa Giêsu rồi đi, rồi đi, hãy rời đi, mọi si phải rớt xuống, tất cả những tâm trí đọc lời ngài không hiểu, tất cả những tâm trí đang đây dậy lo âu đời này, tất cả những tâm trí đang có những sự cay đắng, đang có những điều buồn khổ, đang có những sự ngã lòng, tất cả những sự gì khác giống như vậy phải được tự do trong chân của Chúa Giêsu Christ và phóng thích quyền năng của Chúa này và phóng thích quyền năng của Chúa này và phóng thích quyền năng của Chúa này và phóng thích sự giải cứu của Chúa này và phóng thích sự chữa lành của Chúa này. Hallelujah, trong chân của Giêsu Christ. Thánh Linh ơi, hãy giúp đỡ con trai của mình, 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 hãy giúp đỡ con gái của ngài. Hallelujah. Hallelujah. Quyền lời của Đức Chúa Trời, quyền lời của Đức Chúa Trời điều khiển cuộc sống của anh chị. Quyền lời của Đức Chúa Trời chiếm hữu đời sống anh chị. Quyền lời của Đức Chúa Trời chiếm toàn bộ tâm trí của anh chị. Quyền lời của Đức Chúa Trời chiếm toàn bộ tấm lòng của anh chị. Và lời đã dẫn dắt đời sống của anh chị. Lời của Chúa có quyền năng. Lời của Chúa có quyền năng. Hallelujah. 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 Anh chị em nào mà đọc lời Chúa không tập trung, hãy đặt tay lên trán của mình. Chúa Thánh Linh cho tôi biết rằng có những anh chị em đứng đây đọc lời Chúa không tập trung một chút nào. Vì cho em mở Kinh Thánh ra, tâm trí cho em đi lang thang ở đâu đó. Hãy đặt lên trán của mình nha. Trong danh của Giêsu Christ nào, đặt trên lên trên tất cả mọi ta lên nào, đặt quấy phá ảnh hưởng trong tâm trí của anh chị em ta được đứng tại đây này, làm cho tâm trí này lang thang. Trong danh của Giêsu Christ Quỳnh nào, đừng khỏe ngay đây đấy. Sự hoàn thành bất bớt phải bị chấm dứt trong chân của Giêsu Christ.
sứ của mày, bắt vợ họ lại bên con cái của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng mày phải bị cộng với chính Chúa Giêsu Christ. Những em anh sắp phải bị cộng với chính Chúa Giêsu. Từ đó là bắt vợ trong tài chánh, trong sức khỏe, trong gia đình, trong đời sống linh thiêng. Họ đang tập tâm phải cái đó rồi. Đang công bố phải bị cộng với chính Chúa Giêsu Christ. Con cái của Chúa xứng đáng được sự tự do. Xứng đáng được sự tự do. Xứng đáng được sự tự do. Hallelujah. Có những quyền lực tấn công đời sống anh chị em. Và cho đến khi danh nhân danh Chúa Giêsu chống lại thì quyền lực đó chưa bao giờ thối lui. Hãy nhân danh Chúa Giêsu và huyết của Ngài chống lại được những bất bối, những hoạn nạn, những lo lắng, những mê đắm, những giàu sang, những tham lam, tất cả những cám dỗ đời này là quyền lực của Satan, là quyền lực của kẻ thù. Thế giới thông tin tấn công cho anh chị em. Bây giờ phải nhân danh Chúa để mỹ cái đó giờ. Dù là tham lam mà kiểu gì, do là kiểu gì, mê đắm kiểu gì, trong danh Chúa Giêsu đến khỏi con cái của Đức Chúa Trời. Rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! 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 Anh em hãy tha thứ cho nhau. Con cái trong nhà hãy tha thứ cho bố mẹ mình. Bố mẹ hãy tha thứ cho con của mình. Con kêu gọi tất cả hội thánh hãy tha thứ cho nhau. Và hãy làm cho lòng mình được tự do ngay giờ này. Hãy công bố sự tha thứ ngay giờ này. Và hãy công bố rằng con không chấp nhận sự cay đắng tuôn dần tức mình kêu đều thánh viên. Không chấp nhận. Hãy rơi khỏi tấm lòng giờ này. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Tất cả những điều đó đừng để Đức Chúa Trời nhìn thấy con ở trong thánh lòng kia. Đừng để dùng bất cứ chuyện đúng hay là sai, dù chuyện đúng hay là sai không quan trọng. Anh em phải bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Và tôi công bố thánh lòng anh em được tẩy sạch cho đây, tẩy sạch bởi huyết Giêsu cho đây. Anh em được tự do, anh em được tự do để lớn lên. Anh em được tự do để ăn uống lời Chúa. Anh em được tự do để thờ phượng Chúa. Anh em được tự do để nhảy múa trước Chúa. Anh em tự do để vui mừng trước mặt Chúa. Anh em tự do để bình an trước mặt Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.